Nhóm đăng thật ba nơi chất con là hôn. À vậy để ba trong khởi một phút. Cứ phiệp chụp cháy bỏ con. Nếu bị cáo phiệp chụp cháy rồi bỏ đà ra xâm đáy lập bay con cắt bay xa cả nhà vang xe nổ. Cứ lục ở bốc. Đã chưa tu on xâm khăn khăn ông ca chùm rôn lực tật chật tại cụ ở xe đáy bên lục bàn chạy than từ hỏi. Đói bọn xóa tốt nữ ảnh nụ sao vỡ rì rộp mơn rộp sáng mình ách bọn phích bản. Bọn ta tu chia dạng nà, con xe rây mà nè ní, nữ tại rừng mòm chú bố tử mốc, đàm bấy bọn pinh khá đây xe rô mai ở bốc nâng khuôn ảnh. Bác chú bọn cả nhà chỉ nẹ chùm nuôn phân ách à cho là nạ trọp, nâng chỉ nẹ lụ online chùa mốc mà nè. Ta cả nhà miên pro vót nâng ca tố xu dạng nà. Pro vót cầm nợt. Cả nhà vang xe rây nổ, đại miên chú mô đàm tha vang mẹ cả rá, chứa con cắt bây xa, cắt nửa chân năm mùi bọn bạm bồn rơi bạch xa bạm bí, nửa khát cầm bông chân năng. Miên ở bốc chú mô chươn vang, chỉ ở tay tạ bọc lực ong cá, ban tổ tuôn mô ra nạp hiệp, nâng mà đáy chú mô bần xì chán, chứa xa trái mịp tè. Cả nhà miên bông bà ôn chầm nuôn bạm bí nè. Cả nhà chỉ còn tìm bà mùi khăn ông cửa xá, đại bóng bà ôn rồi bọc cả nhà tiếng ọt, sọt sân chỉ thôn thiên mà nụ xâm khăn nơi khăn ông sân cùng. Khăn ông nụ, bà ôn bà bà ư cư lục vang chinh chủng, chỉ nẹ chùm nuôi đồng miên mộc mọt nơi khăn ông bà tế công bụi chiếc phòng đại. Bóng bà ôn nhóm, miên bà bà nẹ nơi sọc máy, gọt phơ chìa ở bà lì. Chà, bóng sấy, mà nẹ nơi em rết, gọt phơ ca nơi casino chỉ nẹ chạy bìa, hay bóng sấy mà nẹ tiết nơi ăn làm món. Quạt phơ cá chỉ ở nẹt cục cong nơi khung hàng cà phê, nâng ở hàng lụa nôm ở bắp hết bakery, hay nâng bọn proper nhóm quạt cứ chỉ nỉ sắt, bên chọc ca sắc xa nơi Singapore nâng nơi America, bên tai lời nâng cứ quạt có một rập bó lụa online tề chả. Provost ca sắc xa, ở tây tạ cá cộ ma rây vàng mẹ cả. Bạn sắc xa nơi xa lá bà thơm sắc xa cùng rù cong, nâng bên to ca sắc xa cầm rắt ăn nụ vật chia lấy. Nâng vật chia lấy nơi vật chia lấy bà bạc sô ra mở rật nơi khát cầm phung chân nàng. Lúc sắc xa đọt thân ạ tì đập mối, giúp vật tay vang mẹ cả rà. Tờ bàn phá một sắc xa nơi cơ rông phân bình, bọn tay đòi mình toàn bàn bầm bình lị khách xa nàm. Khân ông ca phê chôl xa la rốt ở bàn trầm trớ, giúp vật tay rụp nì. Có xâm ra chất ở riêng phía xa ông khlết. Nâng phía xa chân nơi xa la ai kê chôn chia bàn đá. Rồi hốt phơ ở cả nhà rồi vô bùng bàn bàn to ca sắc xa chùm này đang tu tư tiết nụ tì. Bây đánh nhóm lăng mà đo tì cọng nâng. Cứ nhọt bàn riêng xa la rốt tiết tế đời xa tài bê nâng. Dương tê mà dựt. Hay dương hụt ai kê xa cho riêng ở toàn kê. Chân tới có xâm rạng mà chân nắm. Chăm đo chăm thông mấy bàn cho riêng. Và tọa mà nhóm có riêng phía xa. Bây đánh nhóm riêng phía xa dù dù tới chọp tớ. Chân tới có. Chê ta chọp nơi xa la ai kê chân tớ có ọt bàn khó khăn ọt bàn riêng ở xa la khám ai bà tòa hình. Chân nhóm chụp thông thân thì đọc mùi. Provost chôl xa lập ạ. Đại sao miên ổ bạc này sai bì gầm nạt, nâng miên đông bì thoa mà chết. Cả nhà vang xe rây nổ, cho chất xe lập bạc tăng bì vây cổ má. Rồi hốt bàn lang mộc nông bình, cả nhà tay sành chê cực chong chôn xe lập bạc. Rồi hốt miên thang ngay muối, nẹ xe qua khả niệm mà nẹ, bàn nóm từ chuộp lục rù xạ xì thòn. Nơi bên nụ hỡi, chìa bêl về lia đa cả nhà từ tuôn bàn ảo cả chôn xe lập bạc đồng bóng cư nơi chân năm bì bòn bầy. Mình này thang dương ca ớt máu xâm rạp lập bầy, càng nghe sự lập bạn nhung quản là nhung chập đam trôi trong pi pon bấy cứ càng nghe nhung miên hoảng ngày và tỏ thọt cả ok thọt sport lang chơi riêng concert vậy tới nhung phơi ban tưởng à đó là tới pi nhung phơi yu tới đó trong pi pon pram nhung là bấy khằng pi nâng cứ nhung thọt riêng mà nó rước mau chơi riêng đại nhung ở ban sân đánh tụ ai tập bốn hai riêng nâng có chong cắt riêng à sâu cho ra để cái chào tới nhung thọt dẹp thọt ấy nâng có tụ là bấy là ban và trang nông ruộng có miên nè châu tôi xin nói cho ra hơn cha bật lật ban lôi dễ thức chân đánh trả chân đánh khăn à rương nâng hai nhóm của ban ở tranh tự chơi riêng nơi ở bà tê bà ráng lược tì mũi nơi chân năm bì bòn bàm chả chân năm bì bòn 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 nhóm ban tự chơi riêng nơi xã rốt Ảm rịch chân năm bì bòn bấy nhóm ban tự chơi riêng nơi ở Osli hai bà to mà tiết nhóm của tôi chơi riêng nơi concert nơi bà tê khéo là hốt càng như nhóm bà to là hốt bòn chả Provost Achievercam. Cái rối là bây là bánh khả lăng nơi chân năm bì bọn đọc cả nhà vang xa đầy nấu. Bạn chiên chương bởi lộc nông vi sai chùm nuôn đồng bốn cư ca tinh lụa cho là nạ trọp. Hai có tụ tụ bàn phiếp chục chê chia bằng to bằng tốt. Rồi hốt nơi chân năm bì bọn đọc bầy, cả nhà có miền hang bà tòa khuôn. Chà, nơi bây đánh nhóm sát vì sao là bạc nâng. Cư nhóm hồ si là bò ạ cho là nạ trọp bọn. Cư nhóm tinh tè lụa tè. Hai nhóm tay tè tinh hai lụa bên trần này chờn chờn. Còn bỏ mùi chỉ pi, mùi chỉ bay của miền này. Chà, vì bọn đọc bay của những bạn hàng online nhà những lụa. Tại tọa mà là hốt, bọn ta nhóm đôi tháng lụa khá ọt khá. Hay nhóm miền admin càng nào ấy, nhóm ở sơ phương luôn ai nhé bọn. Ốp bà xạ. Tớ bắt mình bàn cao khăn ông trọc cầu áp hị chuẩn.
ុន្តែអ្នកមានគុណរបស់កញ្ញាមិនបានឲ្យកូនមានការលំបាកណាមួយនោះទេទាំងការសិក្សារៀនសូត្រទាំងការរស់នៅហូបចុកគឺទទួលបានការទំនុកបំរុងគ្រប់គ្រាន់ហើយឧបសគ្គនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ពុំមានអ្វីនាំឲ្យប្រទាំងប្រទឹះនោះទេពលគឺកញ្ញាតែងតែមានសេចក្តីសុខនិងចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាហើយនៅថ្ងៃសិលកញ្ញាប្រកាន់ភ្ជាប់នៅសិល8គឺខ្ញុំជឿចិត្តធ្វើបន់ហើយចាកំពុងតែតឹងក៏ខ្ញុំធ្វើបន់ដែរអភិនិហាកើតឡើងឡាយវីយូច្រើនគេចូលមកទិញដូចទឹកបាក់ទំនប់មិនដឹងមកពីណាមួយថ្ងៃខ្ញុំលក់បាន20,000ដុល្លារក៏មានដែរពីព្រោះខ្ញុំលក់កាបូបគុណលឹះជោគជ័យជាសារដាស់តឿនមួយទៅកាន់សាធារណជនជាពិសេសយុវជនដែលមានបំណងកែប្រែខ្សែជីវិតឲ្យប្រសើរត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលការណ៍ចំនួន3យ៉ាងគឺទី1ឧស្សាហ៍ទី2អំណត់ទី3តស៊ូទូយ៉ាងក្នុងកិច្ចការជំនួយនេះលោកវ៉ាងជីងជុងបានបង្ហាត់បង្រៀនកញ្ញាច្រើនណាស់រួមទាំងយុទ្ធសាស្ត្រលក់និងវិធីសាស្ត្រក្នុងការឆ្លើយតបទៅកាន់ភ្ញៀវជាដើមខ្ញុំរៀនឆាតមួយភ្ញៀវខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំសួរប្អូនខ្ញុំគាត់បង្រៀនខ្ញុំតាំងពីពាក្យញ័យតាំងពីកលឹះលើកដាក់លក់ដូរវាមិនមិនរហូតដល់ខ្ញុំចេះដល់ថ្ងៃនេះគឺដោយសារប្អូនប្រុសខ្ញុំអនុសាវរីយ៍មិនអាចបំភ្លេចបានក្នុងនាមជាកូនកត្តញ្ញូកញ្ញាវ៉ាងស្រីណូតែងតែគោរពអ្នកមានគុណជាទីបំផុតគឺឪពុកម្ដាយបច្ចុប្បន្នកញ្ញារស់នៅជាមួយម្ដាយនិងប្អូនប្រុសខណៈដែលលោកឪពុកបានចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខអស់រយៈកាល2ឆ្នាំហើយដោយបន្សល់ទុកអនុសាវរីយ៍រាប់ម៉ឺនរាប់សែនដែលមិនអាចបំភ្លេចបានហើយភាពជោគជ័យរបស់កូនកូននាថ្ងៃនេះក៏មានចំណែករបស់លោកឪពុកផងដែរកាលនៅមានជីវិតឪពុកបានអប់រំកូនកុំឲ្យលោភលន់កុំឲ្យចង់បានរបស់គេកុំឲ្យស្ដាយក្រោយចំពោះរឿងដែលហួសហើយខ្ញុំដឹងថាប៉ានៅជិតកូនរហូតអ្វីដែលប៉ាចង់ឃើញបំផុតគឺភាពជោគជ័យរបស់កូនលើកូនជោគជ័យកូនដឹងថាក៏មានចំណែកការជួយពីប៉ារាល់ថ្ងៃកូនសុំអីប៉ាឲ្យកូនរហូតកូនតែងតែទៅលេងប៉ារាល់អាទិត្យរាល់ខែពេលដែលកូននៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំទៅលេងមកគាត់រាល់ខែខ្ញុំយកជ្រូកខ្វៃទៅថ្វាយគាត់ប្រសាគាត់ចូលចិត្តជ្រូកខ្វៃយកបន្លែឈើយកភេសជ្ជៈទៅទៅលេងគាត់រាល់ថ្ងៃអ្វីដែលប៉ាផ្ដាក់មុនស្លាប់គាត់ថាគាត់ធ្វើម៉ងគាត់ជាជនជាតិខ្មែរសុទ្ធគាត់ធ្វើម៉ងហេតុអីបានគាត់ធ្វើម៉ងជាទូទៅខ្មែរគឺមានប្របីនេះបូជាទេតែគាត់ធ្វើម៉ងដើម្បីឲ្យកូនចៅទៅលេងស្រុកយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំម្ដងទៅឆេងម៉េងទៅលេងស្រុកជប់យាយជប់មីងកុំឲ្យចោលស្រុកកំណើតឲ្យសោះបបេមុនគាត់ស្លាប់គាត់តែងទៅលេងម៉ែគាត់លេងយាយខ្ញុំហ៎គាត់តាខែគាត់ដឹងថាប្រហែលជាគាត់អាចនឹងអស់អាយុឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់តែងទៅលេងយាយរាល់តាខែមួយខែម្ដងឥឡូវនេះកូនក៏ទៅលេងប៉ាទៅលេងយាយរាល់ខែអត់ដែរចោលយាយអត់ដែរចោលមីងអត់ដែរចោលបងប្អូនសាច់ញាតិទាំងអស់គឺកូនទៅលេងរហូតនេះហើយជាអ្វីដែលប៉ាចង់បានកូនដឹងគូស្រករជាបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់ឪពុកមុនទទួលមរណភាពចង់ឃើញកូនមានគ្រួសារមានប្តីមានកូនដូចគ្រួសារដទៃទៀតដើម្បីបំពេញសេចក្តីស្រមៃរបស់ឪពុកនិងខ្លួនឯងកញ្ញាក្រុងយកកូននៅឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះទោះជាមានប្តីឬគ្មានប្តីក៏ដោយចំណែកឯគូអនាគតវិញកញ្ញាមិនបានគិតទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិឡើយឲ្យតែមានចិត្តស្មោះត្រង់មត់ចត់ចេះយល់ចិត្តជារួមគឺចាស់ចិត្តចាស់គំនិតកូនដឹងថាប៉ាចង់ឲ្យកូនមានគ្រួសារចង់ឲ្យកូនមានប្តីចង់ឲ្យកូនមានកូនមានចៅមានគ្រួសារដូចគេអត់ចង់ឲ្យកូននៅបែបហ្នឹងរហូតទេប៉ុន្តែកូនមានគម្រោងថាកូននឹងយកកូននៅឆ្នាំក្រោយកូននឹងយកកូនស្រីម្នាក់នៅឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងមានប្តីឬមិនមានប្តីក៏កូនត្រូវតែមានកូនដែរអញ្ចឹងប៉ាមិនបារម្ភទេប៉ាគ្រាន់តែជូនពរកូនឲ្យកូនមានកូនស្រីដោយបំណងដែលកូនចង់បានសំប៉ាឲ្យពរកូនប៉ុណ្ណឹងកូនសប្បាយចិត្តហើយការងារមនុស្សធម៌ក្នុងនាមជាកោសិកានៃសង្គមជានិច្ចកាលកញ្ញាតែងតែចែករំលែកនៅធនធានដែលខ្លួនមានទៅកាន់ចាស់ជរាក្មេងកំព្រាទុរគតជននិងគ្រួសារក្រីក្រជាដើមហើយជីវិតរបស់កញ្ញាមានសេចក្តីសុខបំផុតនៅពេលដែលបានធ្វើបុណ្យដាក់ទានបែបនេះហើយទង្វើនេះនាងនឹងបន្តធ្វើជារៀងរហូតខ្ញុំបានជួយអ្នកក្រអ្នកសត់អត់លំបាកច្រើនសូមជម្រាបជូនថាតាមរយៈជីវិតជោគជ័យបច្ចុប្បន្នកញ្ញាវ៉ាងស្រីណូ
chia mà chạc trọp xâm bạch chia trả ơn ở rùa miền tè xâm bánh, khôn đồ nâng lan tùm nợp. Hai cả nhà có chia mà chạc hàng lụa cư rương à lãng cá, nâng cả bốc nợ băng kênh con bấy, nâng nơi bộ rây bênh hốt băng xa nào. Chạp chạp càng một ní, cả nhà cổ rung bạc hàng mùi còn lại tiết phong đại.